MU bại trận cay đắng trước Brighton. Vào đêm qua đã diễn ra vòng đấu bù vòng 28 ngoại hạng Anh giữa Brighton và MU trên sân vận động Farmer. Brighton hưng phấn hơn bao giờ hết, nhưng màn hủy diệt Wolverhampton tới 6-0 cách đây vài ngày. Man United cũng có sự chuẩn bị tốt cho chuyến hành quân khó khăn đêm nay bằng chiến thắng 1-0 trước Aston Villa ở vòng đấu trước. Ngay phút thứ hai, cầu thủ viên Brighton giật mình khi Anthony Martial chọc khe tốt cho Anthony thoát xuống và cầu thủ người Brazil lập tức dứt điểm. Tiếc là cú đá nhanh của Anthony để đưa bóng đi chạy cột dọc. Những phút tiếp theo, MU bị Brighton lấn lướt. Họ chấp nhận chơi phòng ngự phản công. Nếu Rashford và Martial xử lý tốt hơn, thì không biết chuyện gì sẽ đến với khung thành của Jason Steele. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa không đều. Sang hiệp 2, Brighton vẫn miệt mài tấn công, nhưng hiệu quả không được cải thiện là bao nhiêu. Khung thành David De Gea vẫn vững vàng, một phần vì sóng gió mà đối thủ tạo ra không quá lớn. Trong khi đó, MU cũng không có nhiều pha phối hợp hay kết thúc như mong đợi. Khi tưởng chừng trận đấu này sẽ khép lại với một kết quả hòa, thì vào phút 90+5, Luke Shaw đã giơ tay cao khá vô duyên khi chống đỡ một quả phạt góc của đối thủ nên đã để trái bóng trúng vào. Có tín hiệu từ VAR, trọng tài ra xem lại video, kết quả là MU phải chịu 11m. Cơ hội tới tay của Mark Allister và nhà vô địch World Cup 2022 lạnh lùng thực hiện cú penalty và góc chết, đem về thắng lợi 1-0 cho đội chủ nhà Brighton. Như vậy MU chỉ hơn Liverpool khoảng cách là 4 điểm và vẫn đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và đã ít hơn một trận, đồng nghĩa cơ hội bảo vệ vị trí trong top 4 vẫn còn rất nhiều. Huấn luyện viên Philippe Chu-xie thăm dò U22 Malaysia trước trận đại chiến. Sau khi trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore kết thúc, huấn luyện viên Philippe Chu-xie đã không lên xe về khách sạn của các học trò. Nhà cầm quân người Pháp nán lại sân Prince để dự khán trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào. Trước khi trận đấu diễn ra, ông Chu-xie bắt tay thân mật với một thành viên báo luyện U22 Malaysia. Ông Chu-xie khá tập trung theo dõi diễn biến trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào. Lượt đấu tới, Việt Nam sẽ được nghỉ. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Chu-xie sẽ trở lại đấu với U22 Malaysia ở lượt đấu áp chót ngày 8 tháng 5. Đây cũng được xem là trận đấu quyết định đến tấm vé vào vòng bán kết của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. Đi cùng huấn luyện viên Philippe Chu-xie dự khán đài trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào còn có một số trợ lý, cán bộ phân tích của đội tuyển U22 Việt Nam. Cuộc đối đầu giữa Malaysia và Lào diễn ra khá hấp dẫn. Các cầu thủ U22 Lào đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn không thể tránh khỏi trận thua thứ hai liên tiếp tại SEA Games lần này. Còn với U22 Malaysia, trận thắng chung cuộc 5-1 trước Lào đã phần nào chứng minh sức mạnh của những chú hổ Mã Lai trong cuộc đua giành vé vào vòng bán kết ở bảng B. Chủ tịch Florentino Perez gửi Ronaldo đề nghị về Real. Tờ El Nacional của Tây Ban Nha cho biết, chủ tịch Perez muốn Ronaldo trở lại với Real Madrid. Tuy nhiên, điều đáng nói là bố già Perez lại không mong chờ tiền đạo người Bồ Đào Nha xuất hiện ở đội hình Los Blancos. Thay vào đó, ông kỳ vọng đưa CR7 trở lại làm đại sứ của câu lạc bộ. Đoạn trích của tờ El Nacional cho biết, Perez đảm bảo rằng Ronaldo sẽ không thiếu việc làm tại Real Madrid, nhưng có điều chắc chắn, đó không phải là trở lại câu lạc bộ với vai trò cầu thủ. Việc đó nên được khép lại. Tờ The Sun đưa tin, Newcastle United cũng có thể trở thành bến đỗ tiếp theo của Ronaldo trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2023. Chiếc trẻ đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé dự cúp C1 mùa sau, trong khi CR7 luôn mong muốn được thi đấu tại sân chơi danh giá ấy. Bạn gái của Ronaldo là Georgina Rodriguez cũng không muốn tiếp tục cuộc sống tại Ả Rập Xê Út. Cô cũng kỳ vọng cùng CR7 có thể trở lại Madrid. Trong quá khứ, Real là nơi mang lại cho Ronaldo nhiều thành công hơn cả. Tiêu biểu nhất là việc anh có 4 lần nâng cao chiếc cúp C1 cùng Los Blancos. Đại gia Ả Rập mời chào Messi với 400 triệu euro. Theo tờ Daily Mail đưa tin, có khả năng Messi sẽ chuyển sang thi đấu tại Ả Rập Xê Út. Nguồn tin cho biết chính phủ Ả Rập Xê Út đã bật đèn xanh cho các đội bóng thuộc Saudi Pro League gửi tới siêu sao người Argentina bằng hợp đồng siêu kỷ lục. Một đại gia giấu tên của Ả Rập Xê Út sẵn sàng trả cho Messi mức thu nhập dự kiến lên tới 400 triệu euro. Là con số thực sự điên rồ với bất kỳ ai, đang bất kỳ ngành nghề nào. Nên nhớ rằng mức lương cộng thưởng của Ronaldo tại Al Nassr đang là 200 triệu euro đã khiến nhiều người phải bất ngờ. Thế nhưng Messi sẽ nhận được gấp đôi số tiền như vậy nếu đồng ý sang Ả Rập Xê Út thi đấu. Nếu Messi chuyển sang Ả Rập Xê Út, Saudi Pro League sẽ trở thành một trong những giải đấu được khán giả bóng đá quan tâm nhất bởi có cả Ronaldo lẫn Messi. Siêu sao người Bồ Đào Nha được đồn đoán là đang đòi ra đi, nhưng sự xuất hiện của đại kình địch có thể thay đổi tất cả.
Messi phải giảm 75% lương nếu muốn trở lại Barca. Tờ Sport đưa tin, Barca chỉ có thể đề nghị bà hợp đồng 2 năm và trả cho M10 mức đãi ngộ khoảng 25 triệu euro mỗi năm. Con số này thấp hơn nhiều so với thời điểm trước khi siêu sao người Argentina chia tay Sân Nou Camp vào mùa hè năm 2021. Thời điểm đó, Messi nhận được 100 triệu euro trước thuế. Theo tờ L'Equipe, Messi đang kiếm được hơn 40 triệu euro mỗi mùa tại PSG. Con số này chưa bao gồm tiền ăn chia giữa phía M10 với câu lạc bộ thủ đô Paris về tiền bản quyền hình ảnh và bán các sản phẩm lưu niệm ăn theo siêu sao người Argentina. Nếu gộp những khoản tiền này vào tiền lương, Messi kiếm gần 65 triệu euro mỗi năm, tức là 1,3 triệu euro mỗi tuần. Đây là con số Barca khó lòng đáp ứng. Ngoài việc đề nghị Messi giảm lương, Barcelona buộc phải cắt giảm quỹ lương hiện tại của đội bóng xuống mức 200 triệu euro, đồng thời phải kiếm thêm 100 triệu euro tiền bán cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới để tránh vi phạm luật công bằng tài chính tại La Liga. Phản ứng của chủ Mỹ khi Chelsea liên tục thất bại. Todd Boehly, người đồng sở hữu Chelsea, đã kêu gọi người hâm mộ hãy kiên nhẫn khi đội bóng đang tìm cách vực dậy sau chuỗi 6 trận toàn thua. Người hâm mộ đang đòi hỏi, họ muốn giành chiến thắng. Chúng tôi hiểu điều đó và chúng tôi muốn giành chiến thắng. Yahoo Sport dẫn lời Todd Boehly. Đây là một dự án dài hạn và chúng tôi cam kết thực hiện lâu dài. Chúng tôi rất tin tưởng rằng đội bóng sẽ tìm ra hướng đi đến thành công. Hôm ngày 3 tháng 5, Chelsea thất bại 1-3 trước Arsenal tại vòng 34 Premier League. Frank Lampard bị chỉ trích vì khiến đội nhà thua cả 6 trận từ khi lên nắm quyền. Chelsea ghi 2 bàn và thủng lưới 12 lần trong quãng thời gian này. Trong 20 trận cầm quân tại đây, Frank Lampard chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 17. Làn sóng đòi sa thải cựu tuyển thủ Anh đang tăng cao trong thời gian qua. Hiện tại Chelsea đang hết cơ hội tham dự Champions League mùa giải sau, thậm chí còn có nguy cơ xuống chơi tại Championship. Trong phần còn lại của mùa giải, The Blue sẽ chạm trán Bournemouth, Nottingham Forest, Man City, MU và Newcastle. Thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard sẽ phải xuống hạng chơi tại giải hạng nhất mùa tới nếu thua cả 5 trận, đồng thời Nottingham Forest toàn thắng cả 4 vòng còn lại. Kể từ mùa giải Premier League đầu tiên là 1992-1993, Chelsea là một trong những đội bóng thuộc nhóm sáng lập chưa từng xuống hạng bên cạnh Arsenal, Everton, Liverpool, MU và Tottenham. Thành tích tệ nhất của đội bóng sân Stamford Bridge trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh là thứ 14 ở mùa giải 93-94.